Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bị một nữ đồng nghiệp là nghệ sĩ ưu tú có hành vi bạo lực ném điện thoại vào người. Mới đây, đại diện vụ đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã nhận được báo cáo từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, sáng ngày 15 tháng 1, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, vụ trưởng vụ đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã nhận báo cáo từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến sự việc giữa Lưu Thiên Hương và nghệ sĩ ưu tú MH. Ông Tuấn chia sẻ, chúng tôi yêu cầu nhạc viện xử lý thật nghiêm để không làm ảnh hưởng tới hình ảnh của đơn vị giáo dục, đặc biệt là hình ảnh, uy tín của giảng viên trong trường. Theo báo cáo từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1, tại phòng hòa nhạc B, khoa Jazz, Pop, Rock và Công nghệ âm nhạc tổ chức thi học kỳ cho sinh viên. Trong lúc chấm thi chuyên môn có sự mâu thuẫn, tranh cãi trong vấn đề chấm điểm giữa giảng viên Lưu Thiên Hương, nhạc sĩ, giảng viên thỉnh giảng và giảng viên VTMH, giảng viên biên chế. Sau sự việc, quyền giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Ngọc Long nhận được đơn kiện và đoạn video sự việc qua mạng xã hội Zalo của giảng viên Lưu Thiên Hương. Theo đó, nữ nhạc sĩ kiện giảng viên MH về việc vi phạm đạo đức, xúc phạm đồng nghiệp. Ông Long báo cáo, với hành vi sai phạm của giảng viên MH, cuộc họp thống nhất hình thức xử lý mức độ khiển trách và cũng đề nghị giảng viên H đưa ra xin lỗi đối với giảng viên Lưu Thiên Hương trong cuộc họp hòa giải sắp tới của nhạc viện, xử lý đúng theo quy định của quy tắc ứng xử của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 1 vừa qua, lãnh đạo trường đã mời Lưu Thiên Hương và MH lên làm việc để hòa giải. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tiếp tục khiến công chúng quan tâm với một sự việc gây bất ngờ. Cụ thể, bài đăng và đoạn clip về giảng viên, nghệ sĩ ưu tú MH được Lưu Thiên Hương đăng vào ngày 12 tháng 1 này đã biến mất trên trang cá nhân. Ngoài ra, nữ nhạc sĩ không có chia sẻ mới trên mạng xã hội. Cập nhật gần nhất của Lưu Thiên Hương là dòng trạng thái có nội dung về cụm từ Beat Matter. Trước đó, ngày 12 tháng 1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đăng tải bài viết trên Facebook tố giảng viên MH có hành vi ném điện thoại vào đồng nghiệp và gọi đây là sự việc vi phạm đạo đức trong giáo dục nghiêm trọng xảy ra tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 16 tháng 1, Lưu Thiên Hương cho biết, ban giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành buổi hòa giải giữa nữ nhạc sĩ và giảng viên, nghệ sĩ ưu tú MH. Theo đó, Lưu Thiên Hương tiếp tục ở lại giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Nữ nhạc sĩ không muốn để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Hiện cô và giảng viên trong trường đang trong quá trình hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp nên quyết định ở lại giảng dạy. Sốc với clip nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bị một nghệ sĩ ưu tú ném điện thoại vào mặt. Trong bài viết mới nhất được Lưu Thiên Hương chia sẻ công khai trên mạng xã hội cá nhân, nữ nghệ sĩ sinh năm 1983 bất ngờ đăng tải một đoạn clip có thời lượng 5 giây, ghi lại rõ hình ảnh của một người phụ nữ bất ngờ cầm điện thoại ném về phía cô, kèm theo lời đe dọa, mày quay ai đó hả? Hành động này khiến cho nhiều người không khỏi sốc, nhất là khi Lưu Thiên Hương chia sẻ, sự việc này xảy ra tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và người phụ nữ trong đoạn clip trên chính là giảng viên thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú VTMH. Lưu Thiên Hương bày tỏ, tôi rất buồn khi phải đăng tải clip xấu này vì biết nó sẽ ảnh hưởng lớn đến góc nhìn về môi trường đào tạo âm nhạc chính quy. Tôi đã phải lập tức ngừng giảng dạy ở đây vì một giảng viên có hành vi bạo lực nơi học đường, vi phạm đạo đức nghề giáo nghiêm trọng. Nói thêm về câu chuyện trong đoạn clip, Lưu Thiên Hương cho biết, chị VTMH trước kia là ca sĩ hát dân ca, hiện đang là giảng viên thanh nhạc dòng nhạc nhẹ tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn cơn sự việc theo như lời kể của Lưu Thiên Hương là bắt đầu những tranh cãi về chuyên môn, cụ thể là việc giảng viên VTMH yêu cầu học sinh không được hát beat đã master, hiểu nôm na là phần giai điệu nhạc đã được xử lý, điều chỉnh âm thanh để tạo sự cân bằng cho bài hát. Lưu Thiên Hương thuật lại sự việc. Do giải thích chị hát không hiểu nên đồng nghiệp yêu cầu chị gọi bộ phận kỹ thuật lên kiểm tra để giải thích về chuyên môn cho chị, nhưng chị không đồng ý. Đồng nghiệp thấy chị có những câu nói xúc phạm, sai căn cứ, đã dùng điện thoại quay lại để bảo vệ bản thân. Chị hát lập tức có hành vi ném điện thoại vào người đồng nghiệp. Người đồng nghiệp đứng ra bảo vệ lẽ phải, dùng nghề để khẳng định học sinh không sai là tôi đã bị chị hát có hành vi xúc phạm bạo hành. Đồng thời cho rằng hành vi của nghệ sĩ ưu tú VTMH là vi phạm đạo đức nghề nghiệp và cô cảm thấy cần phải lên tiếng với tư cách cũng là một giảng viên, người của công chúng, trách nhiệm với âm nhạc và môi trường âm nhạc. Được biết, hiện sự việc đã được Lưu Thiên Hương báo cáo lên ban giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và đang chờ hạ hồi phân giải. Phía giảng viên VTMH hiện cũng chưa đưa ra phản hồi nào về sự việc này. Nữ nhạc sĩ bày tỏ, cho biết cô chưa nhận được lời xin lỗi nào từ đồng nghiệp. Sau khi tôi đăng tải bài viết này lên trang cá nhân, giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh mới có phản hồi. Họ đồng ý với tôi rằng hành động của chị hát là sai. Tuy nhiên sau đó tôi thấy giám đốc trả lời trước truyền thông rằng sự việc chưa có gì chính xác.
mình chưa bàn sâu đến chuyện đúng sai mà thấy ngay hành động mất kiểm soát, tác động vật lý vào đồng nghiệp là điều không thể chấp nhận được. Tôi đang rất buồn vì không có sự công bằng cho chính mình. Lưu Thiên Hương cho biết trước khi đưa sự việc này ra công chúng, cô rất băn khoăn bởi điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn, không chỉ đến ngành giáo dục mà còn đến nơi cô đang công tác. Nữ nhạc sĩ cho rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề giáo nên đã phải lập tức ngừng giảng dạy, báo cáo sự việc lên ban giám đốc nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và đang chờ sự xử lý về trường hợp của giảng viên này. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết, tôi xin ngừng dạy ngay ở trường sau khi sự việc xảy ra, không thể tiếp tục giảng dạy ở môi trường mà giảng viên hành xử mất kiểm soát như thế này. Tôi phải lên tiếng để bảo vệ bản thân mình, đưa ra công chúng để lên án hành động xấu như này trong môi trường dạy nhạc chuyên nghiệp. Tôi gửi hết thông tin sự việc tới ban giám đốc trước khi đưa ra dư luận để xem cấp trên xử lý ra sao. Tôi muốn xử lý trong nội bộ nhưng anh giám đốc không hề có phản ứng gì. Đáng buồn hơn nữa là câu trả lời chưa có gì chính xác từ phía anh giám đốc. Tôi không đồng ý việc bao che, dung túng trường hợp này trong môi trường giáo dục. Nói về kiến thức chuyên môn, Lưu Thiên Hương cho rằng giảng viên hát không hiểu Beatmaster, bản beat đã được căn chỉnh xử lý âm thanh là gì. Việc cấm học sinh hát Beatmaster là điều rất vô lý. Quan điểm này sẽ kiềm chế sự sáng tạo của học sinh. Nhạc sĩ cho biết cô đã góp ý nhưng bị phớt lờ. Và sau đó nữ đồng nghiệp có hành động bạo lực. Tôi vẫn đang chờ xem nhạc viện có xử lý thỏa đáng hay không, hay vẫn cho chị hát tiếp tục đứng lớp. Tôi đang rất lo lắng bởi điều này rất nguy hiểm cho một thế hệ là những nghệ sĩ sau này. Phía dưới đoạn clip và bài viết được Lưu Thiên Hương chia sẻ, rất đông nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật đã bày tỏ sự ngạc nhiên, bức xúc về hành vi của người phụ nữ trong clip. Nhiều ý kiến cho rằng, bất luận dù có tranh cãi như thế nào đi chăng nữa, thì hành vi kể trên của giảng viên VTMH là rất khó chấp nhận, nhất là khi chị đang giữ công việc người lé đò trong môi trường nghệ thuật, lại từng được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Sao chị ấy lại thiếu kiểm soát như thế nhỉ? Với đồng nghiệp còn như thế này, với học sinh thì thế nào? Ca sĩ Hải Yến. Trường hợp này buộc phải cách ly xã hội gấp, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Trời đất ơi, không tin vào mắt mình luôn. Rất chia sẻ với chị Lưu Thiên Hương, mong rằng cơ quan chức năng có thẩm quyền trong ngành giáo dục có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Buồn quá luôn vì hành xử trợ búa, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Quá đà thật sự, ca sĩ Tô Minh Vũ. Giáo viên gì mà hành xử như côn đồ trong môi trường giáo dục vậy, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Khiển trách nữ giảng viên bị tố ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương. Liên quan đến vụ việc, tiến sĩ Hoàng Ngọc Long, quyền giám đốc nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay trong tối ngày 12 tháng 1, trường đã tổ chức cuộc họp về sự việc một giảng viên bị tố là có hành vi ném điện thoại vào nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Ông Long cho biết, dù thời điểm này đang thi học kỳ, các khoa đều rất bận nhưng do nắm tính chất sự việc, học viện ngay lập tức triệu tập cuộc họp với các thành phần gồm có ban giám đốc, đảng ủy, ban thanh tra nhân dân, thanh tra học đường, trưởng khoa và đại diện bộ phận tổ chức cán bộ. Sau khi tìm hiểu sự việc, các thành viên cuộc họp nhận thấy hành vi của giảng viên MH, người ném điện thoại trong clip nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đăng tải là sai, thiếu chuẩn mực của một nhà giáo. Tiến sĩ Long chia sẻ, bản thân giảng viên MH cũng thừa nhận hành vi của mình là thiếu kiểm soát, chưa đúng mực. Với hành vi của giảng viên MH, cuộc họp vào tối ngày 12 tháng 1 của trường thống nhất hình thức xử lý mức độ khiển trách. Quyền giám đốc nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc xử lý giảng viên vi phạm căn cứ theo bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định nội quy đã được ban hành. Hành vi sai phạm đến đâu được xem xét xử lý đến đó theo đúng quy định. Theo đại diện nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, sang tuần sau có thể khoa sẽ tổ chức cho hai bên chia sẻ hòa giải. Qua đó có thể hóa giải những khúc mắc để có sự thông cảm, tránh xảy ra những sự việc, tình huống đáng tiếc. Được biết, Lưu Thiên Hương là giảng viên thỉnh giảng của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Xung quanh sự việc, một nhạc sĩ bày tỏ, trong công tác chuyên môn, đôi khi xảy ra bất đồng quan điểm hoặc có những vấn đề chưa thấu hiểu nhau. Quan trọng nhất là mình biết ứng xử thì mọi thứ sẽ dễ dàng và tốt đẹp hơn. Tôi cho rằng giảng viên MH trong phút nóng giận đã không kiểm soát hành vi, thái độ, hành động chưa chuẩn mực. Khi clip phát tán, mọi người đều nhận thấy rõ ràng rằng người giảng viên này sai rồi. Tuy nhiên, việc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đưa lên mạng xã hội như vậy, tôi cho rằng ứng xử đó cũng chưa đúng mực. Có thể cả hai bên đều giận quá mất khôn, trong khi đó cả hai đều là người có tri thức, lại là người của công chúng. Đặc biệt còn là những nhà giáo thì lẽ ra phải biết kiềm chế, chứ làm như thế này không có gì hay ho hết. Hiện tại, sự việc trên đang thu hút sự quan tâm từ phía công chúng. Để đánh giá một cách khách quan, chưa bàn đến chuyện đúng sai, với tư cách là một giảng viên đang công tác trong ngành giáo dục, có hành động mất kiểm soát như thế là điều không thể chấp nhận. Dưới bài chia sẻ của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, đông đảo đồng nghiệp, khán giả bày tỏ sự bức xúc trước hành vi mất kiểm soát trên của nữ giảng viên này. Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
Bye.